Rồi trình bày slide xong chưa? Mới có một điểm thôi nha, còn một điểm nữa, còn hai điểm nữa, một rưỡi chứ, còn một rưỡi đi vào trình chiếu nè. Còn yêu cầu trình chiếu này á, nó dễ ở chỗ là gì? Là mình chỉ sử dụng Hyperlink là nhiều chứ mình không có sử dụng cái gì cái tính năng trigger nữa ha. Ví dụ ở trong cái bảng đầu tiên, ví dụ trong bảng đầu tiên chúng ta có này, to refer file đúng không? Thì cái for này á, khi chúng ta click vào á, thì nó chỉ chuyển sang slide này ba. Còn click vào các bạn khác thì slide thứ tư, được chưa? Thì cách làm như sau, rất là đơn giản ha. Các bạn chọn cái hình chữ nhật này, chữ nhật cái for này, được chưa? Một là các bạn chuột phải vô chúng ta sẽ có hyperlink, hai là chúng ta có cái insert hyperlink trên này, được chưa? Các bạn làm cách nào cũng được ha, chuột phải vô chọn hyperlink này, được chưa? Thì khi đó nó sẽ chuyển sang slide 3, tức là cái nội dung trong file này đúng không? Cho nên chúng ta chọn là play insert document, được chưa? Slide 3 thì chúng ta chọn là gì? Slide thứ ba này, được chưa? Đúng không? Đây, slide 3 đây, được chưa? Slide 3. Còn ngược lại cách cái lúc còn lại thì chúng ta chuyển sang slide 4 thì chúng ta chọn là gì? Chuyển đốc chọn slide 4 này, cái thứ ba này, Hyperlink chuyển sang slide 4, file thì chỉ sang slide 4 luôn. Được chưa? Và để xong cái điều kiện ở slide thứ nhất, nhấp chuột vào vị trí khác thì sang slide thứ hai đó là mặc định rồi, được chưa? Tức là gì? Khi kết thúc cái slide thứ nhất, khi nhấp chuột thì nó chuyển sang slide tiếp theo thì chỉ sang slide 2 là đúng rồi, được chưa? Tiếp các nút còn lại làm y chang nè, được chưa? Khi nhấp vào nút try again hoặc là go back thì chuyển về slide 1, làm y chang như vậy. Thì go back đây, chúng ta chỉ chọn này, chọn Hyperlink, chỉ như slide 1 thì chọn là gì? Slide 1, nhớ chọn là play edit document nha. Tiếp theo là gì? À, try again đây, chúng ta chọn Hyperlink nè, chúng ta chọn là gì? Slide 1, được chưa? Rồi cái nút DN đó là kết thúc trình chiếu đấy. Kết thúc trình chiếu các bạn có nhớ hồi nãy chúng ta có một cái nút là action button là gì? Insert. Thì ở đây nó cũng vậy. Thì thay vì chúng ta insert cái action button phía dưới này thì chúng ta sẽ sử dụng chính cái shape này luôn. Và chúng ta là gì? Thay vì chúng ta chọn hyperlink thì bây giờ chúng ta chọn là chọn là gì? Insert cái action. Đó, đây cho bạn nãy chưa? Chúng ta chọn hyperlink và chúng ta chọn là gì? Insert. Nhớ nha. Cái này khác so với cái đầu tiên ha. Cái mấy cái kia ha, go back hay try again ha, and show ha, rồi nhớ là action nha. Rồi nhấp chuột vào các vị trí khác không thay đổi, tức là từ slide 2, slide 3, slide 4 khi nhấp sang bên ngoài thì nó không chỉ sang slide 3, hoặc là từ slide 3 nhấp sang bên ngoài nó không chỉ sang slide 4. Thì ba slide này các bạn nhớ cho tôi một điều, đó là gì? Chúng ta vô transition, chúng ta tắt cái on click này đi là xong. Riêng slide đầu tiên vẫn để, tại vì sao đề bài cứ ghi này, click vào vị trí khác thì chuyển sang slide 2, cho nên chúng ta vẫn để. Bây giờ nhưng mà từ slide 3, 2 này, slide 3 này, slide 4 chúng ta tắt cái kiểu này đi, được chưa nào? Đó, đó là cái cách mà chúng ta tạo hiệu ứng chuyển giữa các slide. Bạn xem thử nha. Thì theo đề bài yêu cầu này chúng ta có này, đây từ for chỉ sang slide 3, các chữ khác chỉ sang slide 4, nhấp chuột vào vị trí khác chỉ sang slide 2. Xem thử slide 1 thỏa mãn chưa nha. Chúng ta trình chiếu lên này, nhấn vô for này chỉ sang slide 3 đúng chưa? Rồi kết thúc luôn, không biết được nào mà lần lên true 3 hoặc là gì file thì nó chỉ sang slide 4, thấy chưa? Thỏa mãn chưa? Rồi xong. Và thì khi chúng ta kích vào vị trí khác, tức là các phông trắng này, các hình cái này, trừ bốn cái nút này thì nó chỉ ra slide 2. Đúng chưa? Đó, nhấn go back thì nó chỉ về slide 1. Được chưa nào? Đây, để bạn yêu cầu. Try again go back chỉ về slide 1. The end thì nó kết thúc. Tức là end show á, nhấp vào các vị trí khác trên các slide còn lại thì không được. Đó, thì mình nhớ mình làm xong á, mình check lại chút xíu nha. Ví dụ như mình chuyển sang bấm vào vị trí ở slide 1 này, bấm vào vị trí khác phông trắng này, thì chỉ là slide 2 là đúng rồi nè. Nhưng mà từ slide 2 ấy, bấm con trắng không được nè, thấy chưa? Không được chuyển sang cái slide khác, được chưa? Mà bắt buộc phải nhấn cái nút go back để chuyển về slide 1. Nút 2, nút true, three hoặc là gì? File ấy, thì nó chuyển sang slide 4, được chưa? Bấm vào vị trí khác cũng không được luôn.
Được chưa? Khi nào chúng ta nhấn vô try again thì quay về slide 1. Được chưa? Bấm vô for thì chuyển sang slide 3. Được chưa? Thì bấm vị trí khác cũng không được luôn. Khi bấm vô DM thì kết thúc trình chiếu. Đó, đó là kết, đó là đủ đó, điều kiện của bài yêu cầu.